bạn. Đến tầm 4 phút rồi là nói chuyện là xung đột như này. Đứng cạnh thầy tí cho khí thế. Ở đây làm món gì đấy hay đầu bếp này? Em hướng dẫn mọi người món vịt rang diềm. Ok. Ở vịt ở chỗ này là hai con nhá, định lượng hai con. Nó rơi khoảng 4 đĩa đấy. Khoảng mấy cân em? Con này là rơi vào khoảng 4 đĩa, cân 7 con. 1,7. Còn là 3 cân 4. 3 cân 4 trừ củ cánh thì còn 3 cân. Rồi. 3 cân thịt. Ok. Rồi. Bây giờ ướp đúng không? Giờ ướp em sẽ lấy một chút nước cho nước riềng nhá. Nước riềng. Xay riềng ra rồi xong là vắt lấy nước nhá. Nước riềng cỡ khoảng ok rồi. 3 thìa. Con hai gói ngũ. Hai con là 4 gói. Cà ri à em? Hai con là 4 gói. Đưa thêm này. Rồi, hai con 4 gói. Cà ri. 4 gói. Cái cánh nữa của con cẩn thận nha, chua thích cắt nó. Quỷ sứ. Rồi tiếp tục cân gia vị xem nào. Đường 15 gram. Đường 15 gram. Mì chính 30 gram. 30. Hạt nêm ạ. Hạt nêm đâu? Hạt nêm đây thầy ơi. Nêm 20. Hai chục. Không mới múc được cơ. Gì nữa em? Thêm mắm tôm nhá. Đi thế này chỗ này này. Mắm tôm 5 gram. Ok. Mẻ bao nhiêu? Mẻ cho em 100 gram đi. 100 gram mẻ đi. Mắm tôm 5 gram. Năm okay, gram. Ok. Sao? Cho bánh ốc ngon không? Cho bánh ốc ngon không? Cái bánh ốc với trứng muối. Ngon mà quá. Ba rồi. Mẹ lên. Có dùng bã riềng không? Nhìn này nhìn. Cái này là chốc nữa. Sao thôi đi. Đã được bóp rồi. Ừ. Và tẹo nó vào bột và mình vào luôn riềng. Ok. Trên trực tiếp luôn. Ok. Tức là vào bột thì mình mới vào riềng đúng không? Xong trao trực tiếp luôn đúng không? Ok. Rồi phần bật luôn đúng không? Em lọc dầu này nhá. Ướp cái này lâu không? Bình thường lúc này nửa tiếng ấy ạ. À? Nửa tiếng rồi. Vâng. Ok. Thế này ướp thế này đã xong chưa? Đây, tất cả gia vị đã hoàn thành rồi. Rồi bây giờ tí nữa chờ xong thời gian là vào bột đúng không? Ok. Vào bột cho riềng còn chiên. Mẻ này có một tác dụng rất là lớn nhá. Mọi người không để ý đi, cái vì nó chất chua ấy, nó làm cho mềm thịt chiên sống này nó sẽ thịt. Cười. Nếu không có tin rồi. Không có mẻ thì khả năng là chiên rất là khó đấy. À tức là có mẻ thì nó sẽ mềm đúng không ạ? Vâng. À tức là chất chua nó làm mềm đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì cứ cái gì thích mềm là cho chua vào đúng không ạ? Nhớ nhá là không được dùng soda đâu nhá. Vì thế là mềm quá. Cái gì muốn mềm là phải chua. Thế mấy em mà mới làm người cứ về lấy giấm bóp. Nhá đi mềm. Khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bắt đầu là đảo lại một lần nữa nhé. Để cho nó đều gia vị. Xong. Rồi vào bột luôn này. Rổ luôn. Cho nó rắc rồi. Tổng thủng hết, tổng thủng hết. Làm một lớp bột mỏng thôi. Thế nào thấy cái bột với cả cái nước nó sệt sệt là ok. Qua. Cứ ra muối. Nó là một dạng răng muối. Ok, bột bám đều vịt này. Bột bám đều đúng không? Bắt đầu cho riềng. Như này là vừa đúng không? Ok rồi. Vinh ơi, cất đi nhá. Coi là hộp này là bột hỗn hợp cho vào túi zip ấy. Sáng nó bảo lét á. Đồ ăn ăn. Cái gì? Sáng nó bảo ăn này. Mất 3 không để set up bố ạ. Tẩm cho riềng nó thấm, cho bám hết vào vịt đúng không? Bám quanh đều vịt. Xong rồi từ từ chờ nào, xong bây giờ đi chiên đúng không? Bắt đầu đợi dầu đến rồi. Chiên ở nhiệt độ như thế nào anh? Chiên ngập dầu hay không? Cái này chiên cái ngập dầu thôi, nhưng mà nhiệt nó nhiệt nhỏ thôi, khoảng 150 đấy. Ok. Đấy, nó bị ở kia sao? Có đấy. Sau đó nó xin dưới bảng quá. Sao nó giáo hơn thế này?
chiên vừa vừa thôi cho nó tròn nhỏ. Chiên làm 2 3 này. À 4 mẹ. Thịt tao riêng cục lưỡi. Tóm lại anh em có cần gì cố gắng là không chặt vào. Thế thì cho vịt vào thì mọi người để nhỏ nhiệt vừa thôi nhé. Xong rồi để một lúc nữa khoảng độ 15 giây cho cái riêng nó bám. Một nó chết lại thì bắt đầu phải lắc nhẹ thôi, đảo nhẹ thôi. Đấy, nào nhìn nó bám đều là ok rồi. Chiên khoảng 4 phút đến 4 phút 30 giây là vịt mình có thể kiểm tra những miếng vịt to là được, chín là được. Khi nào mà chặt ra miếng trong còn vừa chín tới, ở ngoài thì giòn đều, riêng rất là giòn. Cái này có phải chiên hai lửa không anh? Chiên một lửa đó, vào thẳng thôi. Đến tầm 4 phút rồi là cái riêng nó sẽ màu như này. Đây là thành quả của toàn bộ anh em chúng mình vào buổi chuyên đề vịt quay và ba chỉ quay giòn bì sáng nay với cả món vịt rang riềng. Tất cả mọi công thức thì đã được up ở trên livestream. Mọi người có thể theo dõi trên livestream và để lấy công thức. Đây là sản phẩm. Tính ra nếu mà chúng ta có thời gian chuẩn bị thì món vịt này làm rất là nhanh. Mất độ khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có được sản phẩm vịt nướng như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy màu sắc rất là đẹp. Vị thì đảm bảo là những người có mặt ngày hôm nay sẽ được cảm quan và sẽ tự cảm nhận, nói lên cái cảm nghĩ của mình về cái vị. Theo bản thân tôi thì món này rất là tròn vị rồi. Rang riềng rất bông tơi và thơm. Ba chỉ quay thì rất là giòn. Đây, phía đây, phía đây. Ba chỉ quay rất là giòn đây. Đấy bạn nghe. Đấy này. Đây giòn rộp luôn nhá. Đấy. Đấy mọi người ơi. Bye.